Hôm nay mấy giờ rồi mà sao chưa thấy Misu đi học gì hết trơn vậy ta? Misu ơi! Dạ, đây! À, thì ra là tới rồi mà không chịu vô lớp phải không? Dạ, con... Nhưng mà con ngủ mê, con thấy học sẽ học trễ rồi nhưng mà con quên mất tiêu rồi. Lại ngủ quên nữa. Không được ngủ quên nghe chưa? Dạ! Rồi, vô lớp đi! Đứng kế mấy chị kìa, đứng đó làm sao mà thấy đường hả? Nhỏ xíu con à, đúng rồi. Rồi, ở đây hôm nay lớp học của chúng mình nè, là có ba bạn nè, trong đó bạn Misu là tí hon nhất, nhỏ tuổi nhất nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì cô sẽ dạy cho các em mình làm rắc bắp rang nha, bắp rang bơ. Đây là bắp rang bơ. Rồi, đầu tiên là mình sẽ cho bơ vào. Rồi, mình sẽ bỏ hạt bắp vào. Sau đó mình bật công tắc lên thì má nó sẽ tự động luôn. Rồi, nè. Công việc này cũng rất là thú vị nha. Sau khi mình làm bắp rang xong, mình sẽ bán ở đâu nè? Mình sẽ bán ở rạp hát nè, ở đó có rất là nhiều khách hàng, đúng không? Bây giờ Misu lên làm thử cho cô đi. Dạ, con nhỏ lắm mà sao con nào được. Người nhỏ thì làm việc nhỏ. Con lựa bắp đi. Lựa đi con. Lựa. Rồi, bỏ vô cái ma xe nè. Bỏ vô ma xe. Chà, thiệt là thơm quá. Thật là thơm mùi bơ. Ăn thử xem sao. Ngon quá. Thật là tuyệt vời. Ngon quá. Rồi còn hai bạn kia. Bạn áo hồng. Nè, bạn áo hồng cũng thử luôn. Bạn áo hồng qua đây. Dạ xong rồi cơ. Bạn Misu sao mà bạn cười lớn quá vậy? Mình đang trong lớp học, bạn trật tự đi nào. Mình đang mất cười. Hừ quá. Bạn Misu này đi học mà cứ như là con nít vậy đó, cứ cười te tét hoài ha. Như vậy là không có được lịch sự, biết chưa? Dạ biết rồi. Rồi, thôi hôm nay là lớp học của mình đến đây kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau nha. Bye bye các con. Dạ, chào cô giáo. Đi dạ, chào cô giáo. Đi về thôi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Ủa, chưa. Chưa nữa hả? Còn dạ, nữa. Con muốn chơi nữa. Con muốn chơi hả? Rồi, để hôm sau mình chơi tiếp nha. Không. Bye bye.